đâu để tiếng mà còn còn phải còn sao hơn biết hạn chế, tức là giàu cho cái gặp cái giàu hoàn cảnh thì có cái nên chăng nữa, chúng ta cố gắng dẫn từ bi nhất là quyết chí chúng ta leo qua cái đường thê của cái để rồi chúng ta đi tiến đến cái người của bạn đó được. Trong cái bối cảnh hiện tại thật sự mình nói thật, có nhiều cái thử thách đang dây mình, có nhiều cái thử thách nó đang trói buộc mình, chúng ta cố gắng để cùng tháo gỡ. Khỏi ta bà này đau khổ mạnh, khỏi ta bà này còn tham nhận mạnh, mà chúng ta phải khổ, chúng ta phải chấp nhận sự khổ, nhịn nhục, sống nhịn nhục để vượt qua tất cả mọi hoàn cảnh thử thách đó, thì chúng ta mới đến con đường an lành giải thoát được. Cho nên nhìn thấy ở đây, cái quan trọng nhất đức thầy dạy chúng ta cần phải tu gấp là làm sao để rồi đến cái mục đích của người tu giải thoát an lạc trong hiện tại và tương lai. Quan trọng nhất không có gì khó khăn hết, bố thí trì giai của chúng ta. Cái quan trọng cái ba phương pháp này là căn bản nhất. Hàng ngày chúng ta lấy ba phương pháp này chúng ta làm cái chuẩn, rồi hàng ngày chúng ta cộng được.